Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý mạnh thường quân. Đức Tính đang có mặt tại xã Tri Răng, hiện đang ở cái nhà văn hóa của một cái thôn và đang tập trung ở đây. Hôm nay Đức Tính cùng với em Tính là nhà tài trợ chính hôm nay, cũng như là đi chung với có em Út Kiền và em của Tính nữa. Thì hôm nay bốn anh em đi chuyến thuyền về Gia Lai. Đức Tính là ngày trở lại Gia Lai và như là thứ 4, thứ 5 gì không nhớ rõ. Hôm nay thì cái chuyến thuyền quyền này sẽ có 100 phần quà. Ở trong phần quà thì có thêm một thùng mì tôm, một bọc nhu yếu phẩm và một túi gạo 10 kg. Hôm nay ngoài những cái phần quà nêu trên thì sẽ có một số tiền của Mạnh Thường Quân Facebook Liên Lê ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Đức Tính 5 triệu để tự chi trong phần này. Trong đó thì gia đình của vợ Đức Tính, các anh em trong nhà có gửi thêm 5 triệu. Rồi con của Tính, hai đứa con là như cháu, như là em Út Truyền đây cũng có gửi cho Đức Tính thêm số tiền. Thì tổng cộng khoảng nãy là 14-15 triệu. 15 triệu. Tổng cộng là cái số tiền của gia đình, và của gia đình thì tổng cộng là 10 triệu, của Facebook Liên Lê là 5 triệu, tổng cộng được 15 triệu. Thì cái phần này Đức Tính sẽ đến từng nhà, khi thấy cái hộ nào khó khăn thì Đức Tính sẽ gửi cho hộ đó nhiều một chút, còn các hộ còn lại thì chia đều mỗi hộ được 100 ngàn nữa. Thì phần quà hôm nay thì kết lại là một cái túi nhu yếu phẩm, một túi gạo 10 kg và 100 ngàn đồng. Còn cái phần tiền gửi nhiều thêm thì tùy thuộc vào những cái gia đình khó khăn như thế nào. Trong đó thì em Tính cũng có gửi thêm, cũng có mang thêm 60 bộ quần áo cho trẻ em. Cái phần quần áo này thì phát, có nghĩa là đến cái hộ nào có bao nhiêu trẻ con thì phát cho những hộ đó, rồi hết cái phần trẻ trong đó hoặc là hết cái quà trước, cái nào hết trước thì sẽ ngừng lại. Tại vì chuyến này là Đức Tính cùng với mấy anh em sẽ đi đến tận nhà, đi đến tận nhà để phát cho 100 hộ. Thì Đức Tính cũng xin thay mặt cho bà con nghèo ở Gia Lai, cụ thể là ở xã Tri Răng. Xã Tri Răng xin chân thành cảm ơn em Tính. Vô đây Tính, vô cho người ta biết mặt mình hơi cao như vậy. Đây là một đứa em ở cùng quê với Tính, khi xưa là anh em đồng nghiệp làm dàn nhạc chung. Bây giờ em Tính cũng có được một chút tích lũy và cũng chia sẻ đến đồng bào vùng cao của tỉnh Gia Lai. Thì cảm ơn em rất nhiều ha, đã chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo ở Gia Lai. Hôm nay thì cái xã này được 100 hộ là xét những cái hộ khó khăn nhất. Do cái phần quà hôm nay thì có 100 phần thôi, cho nên là xét 100 hộ khó khăn nhất. Rồi cũng thay mặt cho bà con nghèo đây xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân Facebook Liên Lê đã gửi cho Tính 5 triệu chia sẻ đến bà con, cũng như là gia đình cũng có gửi cho Tính 10 triệu nữa. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến em Tính, gia đình cũng như là Mạnh Thường Quân Facebook Liên Lê. Chúc cho Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều cái máy trong sống. Rồi chúc em càng ngày càng phát triển hơn ha, càng còn làm từ thiện nhiều nhiều. Rồi nghe theo chân mấy anh em đây. Hôm nay có ở đây là 8 là bí thư xã Tri Răng sẽ cùng với các anh em cán bộ của xã cùng hỗ trợ với anh em đi phần quà. Xin mời quý vị cùng theo chân anh em đây nhé, phần quà đây. Bây giờ đi tận nhà nghe quý vị, rồi bắt đầu lên đường thôi. Còn trong cái phần tiền của gia đình thì Đức Tính có mua thêm 2 thùng sữa để khi mà nhà nào có bé thì bắt đầu trao cho bé. Rồi mấy anh em đã đem quà lên. Này cầm máy anh đi chị. Sữa thì nhà này có mấy bé anh ta? Một bé. Nhà này 4 người mà mỗi mấy bé? 2 bé. Đi làm theo ba mẹ rồi, để bé út đây. Rồi gia đình mình là đây là anh trai của chủ nhà. Em lên quay cái nhà cho Mạnh Thường Quân cũng như khán giả xem kênh được biết cái nhà của dân tộc nghèo ở đây là như thế nào. Đó, cái nhà gì là đơn giản vậy đó. Rồi thì quay xuống cái phần này không chen. Cái phần này do khi nãy không nhớ rõ nè thì Tính sẽ lấy ra cho mọi người cùng xem. Đây chai nước mắm. Chai nước mắm 900 ml, một bịch bột ngọt 400 g và 1 kg đường. Rồi em thay mặt cho Mạnh Thường Quân ha, như gia đình gửi chia sẻ đến anh
ở đây gạo, mì và cái bọc nhu phẩm này cho anh cái lốc sữa này. Nhà có bé thì tặng cho bé lốc sữa ăn con. Dạ, dạ, rồi đây thì gửi thêm gia đình mình 100 ngàn ha. Nha. Rồi thôi, chào nha, tại vì đi cũng nhiều hộ quá. Nhà Mỹ bên đây, còn đây nhà của con gái Mỹ là được nhận ở đây. Còn nhà còn nhận hộ không? Dạ, để con gái, với nhà con gái ạ. Nhà gái. Dạ. Rồi đây gửi cho con gái của cô. Chúng em đứng xa xa chụp hình với anh. Giờ thêm 100 ngàn ha. Nhận giùm con gái về gửi lại giùm con. Tiền là về mỗi cái nhà nằm giải rác khắp các xã quý vị. Xã này có 5 cái thôn. Nhưng mà hai chị em học lớp mấy? Em tài xế đâu người ta? Đến lớp sữa. Rồi. Anh hỏi em ha. Đây phần quà của mình thằng Quân chia sẻ đến gia đình mình. Cho xin lớp sữa các bạn. Thì phần quà hôm nay có như thế này, tôi gạo 10 kg thùng mì với cái bọc này. Thêm 100 ngàn ha. Chờ lấy thùng sữa cho bé cái nữa. Ủa bảy một lốc sữa cho cháu. Bên đi thì hôm nay là 100 hộ này có 75 là dân tộc Gia Rai và 25% là 25 người hộ là dân tộc Kinh, cũng hộ nghèo. Thì phần lớn bữa nay là dân tộc Gia Rai. Mình nghe là tiếng cảm ơn của Gia Rai. Rồi gửi cái cháu bóc sữa. Cái này bao nhiêu? Lớp 3 là vừa này. Nè. Nhiều không? Cháu này vừa. Lớp 3 là ok. Vừa mẹ mặc thử coi vừa không? Cháu này cháu nó mặc vừa không? Vừa không? Em nhìn thấy vừa không? Vừa mình cứ nhận vừa đi không? Là cháu cháu lớn hay cháu nhỏ? Lớn hay cháu nhỏ? Đây em còn một bộ nhỏ hơn cho chị xem coi cái. Tại vì cái này lớn là học lớp 3 đúng không? Lớp 3 cao từng này không? Ở từng này là vừa. Cái bộ này là bộ nhỏ. Rồi em để chị hai bộ này cho mấy cháu. Khẩu. Rồi. Con thay mặt mình con đi. Gia đình chú ha. Dạ. 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 Rồi gửi tặng gia đình mình ha. Cái quần này cháu cỡ cháu chết 3 người. Như nào? Con 3 người trong gia đình. Dữ hả? Ủa đầu năm ấy, điện thì mấy lần mà điện đến này, điện giếng mấy bơm này. Sửa cái bơm giếng kia là lấp rồi. Lấp rồi, lấp rồi. Giếng ở đây. Sửa cái bơm mà dịch một lúc 3 người hay không dịch xong là cứu. Cứu hả? Người vào cứu không biết, cứu là cứu. Chết tiếp. Là tiếp 3 người được. 3 người, tất cả 3 người. Một. Mà 2 người sau nếu mà không kéo lên thì chắc biết không là. Nếu mà đúng là 5 người chết đấy, nhưng mà may mà cứu được 2 người, chết có 3 người thôi. Đây chị. Đây là cái bếp của gia đình á. Những cái nhà sàn này thường là bếp như vậy nè. Ở dưới tấm gà, dưới một tấm bê tông ở trên cái nó cục gạch là cái bếp đó. Rồi. À, gia đình em mấy nhân khẩu? Có chồng nào? Chồng đâu vậy? Chị làm rồi. Chị làm à? Mấy người lận? Tổng cộng mấy người? 5 người. 5 người. Ai nữa? Một đứa này rồi. Rồi ai nữa? 2 đứa đi học. 2 đứa đi học nữa. Rồi ừ. Vậy là tổng cộng là 3 đứa nhỏ hả? Ừ. 2 đứa kia lớp mấy? Lớp 4 với lớp 2. Rồi trong con ha. 3 con. Ba con với 2 chồng. Rồi thay mặt Mạnh Thường Quân tặng gia đình mình. Cái này nặng cho nên đứa em cầm cũng không có ấy, cũng phải bỏ xuống à ha, thùng mì, túi gạo với cái bọc nhu yếu phẩm này. Gửi thêm cho mấy cháu một lốc sữa. Ba đứa bé lớn vậy thì chắc không có đồ rồi đó. Không có đồ. Rồi 2 đứa kia lớp mấy quên rồi, mới quên này. Lớp 4 với lớp 2. Bốn với lớp 2. Lớp 4 2 vừa không? 4 2 bao nhiêu mà tính?
trao cho thầy cháu ha. Rồi gửi thêm cho gia đình mình có ba đứa trẻ gửi thêm cho 200 ha. Có lẽ là con trong mà, nhưng mà mình đông con nhiều nhất, bây giờ gửi thêm 200 ngàn nữa ha. Rồi rồi. Rồi chúc sức khỏe gia đình mình nha. Rồi dọn tiếp, không có thời gian. Mà khoảng Trần Quân để tặng gia đình mình. Nhà mình có con không? Mấy đứa con? Đứa mình nhiêu tuổi rồi? Một đứa 2 tuổi. À đứa 2 tuổi, có được. Đứa 7 tuổi là có. Đứa 7 tuổi là buồn được không? Được. Lấy bộ đó đi rồi. À đây, tặng cho bé 7 tuổi bộ đồ này, tại vì bé 2 tuổi không có đồ, không có vừa ha. Để tặng thêm 1.000 nữa ha. Để đây đây. Mua đồ ăn cho con nha. Mua đồ ăn. Chào em. Gia đình mình có mấy người em? 4 người hả? Lên chị. 4 người rồi ai với ai đâu vậy? Chồng con. Chồng con. Mấy người con? Con hai. Hai người, người như tuổi? Con 13 tuổi, học ở trường 19. Một người 3 tuổi, người người 7 tuổi, học ở đây. Người 7 tuổi, người 3 tuổi, quần áo 3 tuổi vừa không? Xài lớn như vừa hả? 7 tuổi vừa không? 7 tuổi là học lớp 2 à? Một đứa lớp 3 phải không? Không, một đứa lớp 8. Vậy đứa mấy? Lớp 8 là 2 người. Lớp 8 ở học ở trường chú. Rồi, rồi đứa nhỏ? Đứa nhỏ học ở đây lớp 2. Lớp 2. Rồi đứa lớp 2 tặng cái lốc sữa. Đây của mình Thường Quân gửi tặng gia đình mình ha. Đây xuống ngồi xuống luôn đi để thôi cho nặng không? Nặng ngồi xuống đi. Tặng thêm gia đình mình 100 ngàn nữa ha. Rồi có quần áo không tính? Có. À, lớp 2 hả? Lớp 2 hả? Lớp 2 hả chị? Em để cho chị bắt xong đi tìm. Chưa tới 49 ngày. À mới mất đây mà. Ông của Tránh thấy kỳ yếu quá lên được không ha? Mất nó không đi tìm chứ. Cái nhà này là thấy cái nhà nó thuộc to hơn những nhà khác rồi đó. Nhưng mà thật sự cũng trống rỗng à. Với một cái tivi cổ. Rồi thay mặt mình cùng Quân tặng gia đình mình. Nhà mình có mấy người? Có một mẹ một con. Một mẹ một con hả? Cho lấy mẹ ra cái nha. Ông chồng con bao nhiêu tuổi anh? Con mấy tuổi? Mai Tân Thường nữa. Năm tuổi. Thì gửi mẹ. Rồi gửi thêm cho gia đình 100 ngàn nữa ha. Để đây nha. Rồi quần áo. Mấy em gửi cho mẹ. Rồi. Mình có bình đi mình quân không? Là cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Cái biết là chị cũng như vậy đó. Ngày nào giờ lớn ngày nhỏ gì cũng biết cũng như vậy đó. Cứ ba ông táo để trên cái tấm đan cái rồi đó. Trên cái bếp nữa. Cái nhà này to hơn những nhà khác rồi đó. Mà thấy cái bếp chỉ có mấy món vậy đó. Mà cái nhà này là lớn rồi đó. Chúng lớn cũng lẽ vậy đó. Dữ lắm rồi. Rất là cao luôn. Không có lan can trên ghê quá mà nhà có cho em nữa. Không có lan can chứ. Em nhờ em dành dùm anh vậy. Rồi bây giờ nhà đi làm hết. Mà em làm sao với nhà này? Vậy là em ở nhà này ở nhà khác. Nhà nhận dùm ăn. Rồi nhận dùm bây giờ. Con rồi cái bụng to gì nữa. Chắc phải đem lên dùm đi. Cái nhà này có mấy người em? 4 người là 4 Thảo ấy, 2 con ấy. 2 đứa con, đứa bé lớn. Bên lớn học lớp 5, còn đứa nhỏ thì không ngoài gian lớn hết vậy. Một đứa lớp 5, còn đứa kia nhỏ xíu, mẫu giáo thì không được rồi. Không được rồi. Rồi bây giờ phải đem cái này lên trước rồi đi, không có chuyện sao. Tại vì cái này nó nặng. Chết điện nữa nè. Ờ, điện ngoài 4 trụ. Đây là người banana. Rồi mình không có ai nhà cho nhận dùm. Gửi tặng tổ không ra đây luôn chứ hả? Một cái phần quà cho mình luôn nha. Gạo mì chứ nhu phẩm. Ở nhà này có một bé nữa thì gửi cho thêm một lốc sữa. Chồng lên được mà nhờ. Rồi cho bé lớn. Bây giờ mình mế chồng lên được. Rồi ở đây gửi thêm 100 ngàn cho gia đình này. Dạ ai đây? Nhận dùm ha. Thì gia đình mình có mấy người vậy? Hai vợ chồng con. Đứa lớn nhiêu tuổi? 4 tuổi học lớp 6.
lớn 4 tuổi. Rồi thay mặt anh Thường Quân gửi tặng gia đình mình một cái phần quà gạo mì và một nhu yếu phẩm. Ở đây cha có cháu nhỏ thì tặng con lốc sữa. Cảm ơn chú. Rồi nhớ là thêm 100.000 ha. Cái phần quần áo có bé 4 tuổi vừa không? Đi ba chó gặm cũng được. Dạ, cảm ơn nhiều. Chồng đi làm rồi ha. Chúc sức khỏe gia đình mình ha. Cảm ơn mọi người ha. Mình mừng cái gì mình nuôi con? Từ ngày em ở nhà chăm con ạ. Ăn cơm thì qua nhà chị kia ăn. Ồ vậy luôn hả? Mất giữ con vậy sao làm gì được? Hai đứa nữa. Rồi bây giờ thay mặt anh Thùng Quân chia sẻ khó khăn với gia đình mình. Gạo mì với bột nhu yếu phẩm. Ở đây con em đem cái áo này cho bé lớn nha. Đây bọc sữa cho bé nhỏ. Rồi ở đây mình hơi đặc biệt không có đồng. Gửi cho em thêm 200.000 ha. Chàng ơi mình giặt đồ mà phải đeo nhỏ vậy đó hả? Không có người nào trông hết vậy rồi phải vậy khổ ghê. Rồi đứa lớn đi học, nãy nó đi học hả? Học lớp mấy em? Mẫu giáo hả? Ủa đứa mẫu giáo, đứa bé lớn, đứa này mấy tuổi? Đứa lớn 4 tuổi. Đứa này nè. Tròn 1 tuổi. Trời ơi, đứa 1 tuổi, đứa 4 tuổi. Thôi anh gửi thêm em thêm 100.000 đi, thấy khổ quá. Gửi tặng thêm 100.000 nữa cho mấy bé mua đồ ăn cho mấy cháu ha. Dạ, xin dạ. Rồi, chúc sức khỏe. Của nhà nước cho anh. À, bộ nhà nước cho. Nhà nước cho là chính sách của nhà nước ha. Anh đây. Cho đây là cái này chỉ dùng nhờ thôi, không phải của nhà này. À. Dạ, cái đây khu vực đây là của mấy nhà người ta nhưng mà nhà đây nó cho xài cho xài ké ha. Ừ. Cho xài ké. Rồi rồi. Rồi rồi, chào em nha. Lẽ là một con nhưng mà mình hai đứa con nhỏ không có làm ra tiền, để thêm 200.000 để chia sẻ khó khăn gia đình mình ha. Cái cửa mở được không? Em vào nhận hộ giúp. Hai cái trong về hôm nay vô hộ kêu rồi. Mà mạo ra sao nó? Đi cùng nó đi. Nó kêu chờ đúng được, không có thời gian. Nhà này có mấy người dân khẩu anh? 5 người anh ạ. 5 người hả? 5 người là mấy người lớn mấy chị em? 3 chị em. Ba chị em là bé lớn. Lớn hai nhỏ một người đi. Bạn sẽ thay cái con đó lòng vòng luôn đấy.
Ừ. Vậy phải có người đi đây, học anh, đó anh này nhận dụng được gì? Kìa, em trai nữa kìa. Em trai hả? Ừ. Em lên đây em. Ủa vậy rồi phải cái hộ này thì đông người mà không có nhà rồi không có em. Nhắc à, anh em lên đây em trai. Nè tan mà em đừng có tụi tôi chứ. Rồi có nghĩa là cái hộ này là mấy nhân khẩu? Năm mà bốn con. Cha mẹ 6. Cha mẹ với 4 đứa con là 6 người. Bốn con mày lớn lên là 1. Mấy tuổi? 18. Con lên 2018. Không biết nhiêu tuổi biết không? Thì 2018 bây giờ 13. Đứa nhỏ nhất nhiêu? Nhỏ nhất mới đẻ này chắc chưa được tuổi. Mới đẻ chưa được tuổi luôn. Người đi đâu chưa rồi? Biết được. Ngay bò ở nhà mà. Ủa sao kỳ vậy ta? Người đi chưa? Có rồi cái đứa kế nữa là mấy tuổi? Đứa thì đứa không mấy? Đứa mấy? Ai? Không có mấy đi. Đứa thứ ba đứa mấy? Thứ hai mới. Bốn đứa con. Đứa đầu là sinh năm 28 bỏ đi. Đứa thứ hai học được mấy? Học sau lớp 7 trường đi tu nè. Lớp 6 lớp 7 lớp khoảng lớp 6. Thế còn đứa thứ ba? Đứa thứ ba chưa học mà. Chưa đi học gì? 3 tuổi hả? Ờ đứa 3. Đứa 3 tuổi, một đứa gần 1 tuổi. Đứa 3 tuổi, đứa gần tuổi với đứa khoảng 5 tuổi. Đứa 5 tuổi thì có rồi. Đứa bộ đi. Rồi, cái này khai mạc anh Hùng Vương gửi tặng đến này cầm hộ cái ha. Gửi tặng cho gia đình này nhưng mà giờ không có nhà. Nó hơi bị khó. Rồi ở đây có gạo với mì nữa ha, một lốc sữa cho bé nhỏ. Tại vì phải có nhà trực tiếp thì mình gửi nó dễ. Còn... nhớ là quà đây về nói rõ là cái đoàn thực hiện như thế. Có nha. Thêm 100.000 cho mấy bé mua đồ ăn ha. Là phải có mấy bé trực tiếp á, mình dễ tính, còn này không thấy ai cũng khó. Rồi vậy ha. Bốn người là hai chồng. Một con, hai con. Đây, 59. Hai con. Số 59 này. Chồng với vợ. Dạ. Là bốn người. Con bao nhiêu tuổi? 23. 59, năm 99. 99 với nhiêu? Biết bao nhiêu, 23 sao? 99 với 23 hả? Năm bao nhiêu? Sinh năm 99. Vợ sinh năm 99, chồng sinh năm 98. Con á, con bao nhiêu tuổi? Ý là con của chủ nhà đến bao nhiêu tuổi? Lại là... Cái nào cả? Đấy. Vương Hà. Vương là 7 tuổi, con thứ hai học bây giờ là 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi, 7 tuổi. 7 tuổi có lấy xe lớn. Nghe có bực áo hả? Trời ơi. Đây, thì ở đây có một cái phần quà đem lên rồi. À, ở đây có thêm cái quần áo, có bé 3 tuổi rưỡi hả? 3 tuổi rưỡi. Rồi, tặng thêm cho lớp sữa luôn đi. Dưới gửi thêm 100.000 nha. Rồi, chúc sức khỏe gia đình mình. Rồi, tiếp tục. Đi bộ cái thấy cái gì mà trước đóng đóng kia né nha. có xe mà đi bộ mới ghê chứ. Đã đi lắc nhắc leo lên rồi xuống rồi mất công. Nhà này mấy nhà em được mấy người? 6. Thì hiểu tiếng em không ta? Có 6. 6 hiểu anh. 6 người hả? 5 hả? Thì phụ trách cái khách di sáu. Nhỏ tính luôn chứ tính rồi. Nhỏ luôn. Tính hết nhỏ tính chứ. Đúng luôn. Nhiều người phụ. Người con nhỏ. Mấy anh lên trước đi, lên trước em quay lên luôn kìa. Anh em chô à? Nhà này nói là có tổng cộng 6 người phải không? Ừ. Rồi mấy đứa kia đâu hết rồi? Đứa bé này bị sao em? Sao chế độ sao? Xong rồi. Nó bị sao em? Đây. Không biết hả? Có nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi rồi. 4 tuổi hả? Dạ. Gần nói chuyện. Anh tránh bóng em xíu. Có điện. Thấy không anh? Được. Không biết bệnh gì luôn hả? Bị giảm bình sức khỏe. Hả? Bệnh viện nói bẩm sinh. Bẩm sinh mà bị gì bẩm sinh? Dạ không. Bị gì bẩm sinh đúng không? Khám bình thường thôi chứ không giỏi. Không biết bệnh gì. Rồi gặp mấy người con kia đâu? Mấy đứa con kia đâu? Đi chăn bò thuê hay bò nhà? Bò thuê, hai con thuê. Nuôi rẻ, ở ngoài này có nuôi rẻ vào. À, mấy đứa chăn bò? Hai. Hai đứa đi chăn bò, đứa này nữa 3. Ừ. Rồi á. Có đứa nào đi học không? Ăn thì hai phê người ta. Cái gì? Có đứa nào đi học không? Không, bỏ hết rồi. Bỏ học hết à? Bỏ học hết rồi mà. Còn vậy là mới có 3 đứa hả? Còn đứa nữa đâu? Đi hai cà phê. À đi hái cà phê, đứa lớn đi hái cà phê. Đi hái thuê. Đứa lớn là đi hái cà phê, còn hai đứa kia là bỏ học với một đứa nhỏ bị bệnh gây. À. Nhà 6 người đấy anh. 6 người rồi, với chồng đâu? Chồng đi làm. Đi làm. Rồi. Chồng đi làm thuê hay làm cái gì? Làm thuê. Là
làm thuê luôn. Nhà mình cũng không có ruộng đất gì hả? Có, cùng đất hết, cùng mì trên núi thôi. Đây là đa số làm núi anh. Là một hết núi thì bằng người ta làm 3 4 sào thế này thôi. Lấy gì bán? Rồi mấy đứa kia chăn bò gần đây không? Rồi thôi bây giờ đây mình nhận quà cái đi ha. Thì đa số đất cũng còn khó kia đấy. Như vậy là mấy đứa mấy tuổi nè? Ra đây nhé. Gia đình mình đông con quá. Cổ không nguồn đất thì gửi trên 300 ngàn cũng chia sẻ khó khăn như là mua đồ ăn gì cho các cháu ha, nên là chi tiêu gì cần thiết đó. Nếu bị gì sẽ tẩu quá trời tẩu. Không còn gì xa thì làm xong cái người thì sẽ đủ để tận tận đấy. Thôi mình đi tiếp đi. Rồi, đi. Đoan đây là có phải là mẹ của ông Nam không? Như này mình có mấy người vậy? Nhà đây chỉ có hai vợ chồng một đứa con thôi. Hai chồng đứa con. Dạ. Hồi nãy nó ba người là gom hết vậy đó. Ba người chắc là hỏi là ba này hiểu như Mỹ hiểu nhầm là nhà của Mỹ. Chứ còn nhà có con đây á chỉ có một đứa con thôi. Con nãy nó nhiêu tuổi? Học mẫu giáo. Mẫu giáo. Rồi. Tặng học mẫu giáo mấy con của cô không? Ha. Cô nó kêu cô hay chị? Không. Đây đây. Cầm liếc cầm. Gạo với mì với nhu yếu phẩm cho mấy bé nhỏ bóc sữa. Rồi dưới trở cho gia đình của cháu á, thêm 100 ngàn nữa. Đó, đây là cho con nha. Lu lờ nha. Cho con của cô ha. Dạ cho con nha. Chứ không được Mỹ nha, Mỹ về. Chứ này cho con nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi chúc sức khỏe cho đây. Có con ai nhận hộ giùm đi. Đây đây đây. Bé kia này. Bé nó nhận rồi tiền cháu không biết giữ. Đúng rồi đúng. Mình nhận anh nhận giùm đi, các cán bộ địa phương nhận giùm đi cho cháu lại. Ở đây anh giữ giùm rồi cháu lại. Bây giờ anh gửi đóng được nhá. Anh ấy xong anh gửi đóng rồi. Chứ tại vì liên quan đến tiền á, mà bây giờ mà đứa nhỏ nó cầm là nó mất. Hả? Nó đi đâu, nó học ở đâu rồi? Học ở trường làng mình đấy. Ngay nhầm giùm. Anh qua bên đó anh gửi luôn. Gửi gửi. Bà ở đây với ai? Bà ở đây với ai? Tôi đồng lời nè. Giá ở đây với ai? Cốc mất thao. Không biết. Không biết. Ủa? Em nói. Anh nói tiếng tiếng của. Không biết tiếng kia. Không biết. Nói là đến tặng quà đi. ไอ้ตัวนั้นน่ะหอยาไม่เงยหอยาไม่เงยทางไอ้ทุ่มจอนะนี่แหละทุ่มจอใส่นําอรมานําน้ําเงยนะเขาบ่เงยไอ้เขาอยู่ก่อนตีลาบให้กะเพลกะเพลว่าสิหากะเพลเหรอสิหากะเพลละก้องบ่เป็นเพลเพลติน้ะน่ะจอยทุ่มจอแหน่ก้องจอจอยน่ะให้เด้อให้เด้อเจ้าให้เด้อเจ้าให้เด้อเจ้าอยู่ตุ๋ยยอนาว Rằng bình tê hay như ru khung kia này. Mỡ ô. Đó nghe. Lên lên lại trái. Rồi. Đó ba bị điếc. Điếc. Điếc nhẹ thôi, điếc nặng, điếc không nặng lắm, vẫn nghe. Nghe hả? Nghe. Có mấy nhỏ không? Nghe đâu. Mỡ mà nặng hơn. Hả? Mỡ mà hơn. Mỡ. Mỡ ô. Mỡ ô. Mỡ ô. Click. Đây. Lại về. Anh à, còn nói gì đây? Gửi con gửi. Tặng bà. Ê, prak. Ni 100 ngàn. Cảm ơn. Là. Cảm ơn lắm anh. Ôi trời ơi. Biết không biết. Là. Cái này bà giữ này bà xài đi. Dạ. Bà mua luôn ăn uống gì đó hen. Dạ. Rồi con đi. Chúc sức khỏe bà nghe. Chào con trai, bán trai không? Cái nhà mình nhớ kiếm gì đây hả? Người ra người ta thích con trai đâu anh? Không biết con trai hả? Không, ý là người ta không thích con trai mà con gái. Người ta thích con gái hơn. Thích con gái hơn. Dạ, tại vì con gái là mốt lấy chồng là về ở giống như con trai mình là chồng nội. Ở chung nha. Dạ, con gái là nội, còn người kinh mình là trai là nội. Dạ. Mẫu hệ hả? Dạ, mẫu hệ. À, mẫu hệ vậy là con trai là không thích. Con trai gái mới thích. Không phải lắm. Đến về này kìa. Giữa. Nè, cái nhà này. À, ở đây em mấy người, gia đình mình mấy người? 4 người. 4 người, hai vợ chồng.
hai đứa con. Con là này nhỏ hay lớn? Nhỏ. Đứa lớn nhiêu tuổi? Lớp 2, 7 tuổi. Rồi, chồng đi làm hay gì rồi? Đi làm. Cái nhà mình có nhiêu đây thôi hả? Dạ. Trời ơi, thì có chỗ ngủ một rồi, rồi 4 người ngủ chung phòng 1. Trời ơi, tôi biết. Rồi, mấy hai cái son rồi xong. Rồi, thay mặt anh Hùng Quân gửi tặng mình 10 ký gạo, một thùng mì, một cái bọc nhu yếu phẩm này. Chứ rồi sữa hết hả? Không, đây, đây, đây. À đây một lon sữa cho bé. À bé lớn hả? Dạ. Bé lớn à, này tặng con mua đồ này con. Mở ra luôn, mở ra luôn. À mặc thử. Con học lớp mấy? Lớp 2. Vừa không? Chắc vừa ha. À. Ok. Lớn nhất chưa? Xây lớn nhất chưa? Chưa, này xây số 4 rồi. Vậy có thể cho xây lớn hơn không? Đâu con đứng lên thử con đứng lên thử mà. Tại vì ở đây có mặc đồ lâu lắm chứ không phải mặc như mình mấy mà bỏ đâu. Cho nên là mặc lớn lớn thà rộng mấy mốt vừa. Chứ mà ngặt ngắt à. Mẹ nó lớp mấy quên này. Rồi gửi tặng gia đình mình thêm 100.000 ha. Cảm ơn. Trời ơi cái nhà nhỏ xíu. Thả em đi làm công việc làm thuê hả? Làm công việc gì? Bây giờ đi làm chặt mía gì? Chặt mía. Chặt mía ngày được nhiêu tiền? Không biết tùy ngày chứ. Có một buổi một ngày có 200 bó. 200 bó thì dạ nghìn hai. Nghìn hai là sao? Cái nhung hả? Dạ bó mía bây giờ nghìn hai. Nghìn hai bó hả? Một ngàn hai bó bó mía vậy được 1.200 đồng hả? Hai sao? Một bó có 1.200, một ngày có 200 bó. À, là được 200 mấy chục ngàn. Ờ, bó tính sản phẩm. Ờ, một bó mía là được 1.200. Ờ. Rồi một ngày bao được 200 bó. Nội bó 200 bó xỉu. Ờ, 200 bó mía là phải dễ bó chạy. Đưa tôi chắc chừng 20 bó tôi bỏ tôi chạy rồi. Rồi rồi. Rồi chúc sức khỏe gia đình mình ha. Được uống ha. Ôi con lỡ rồi to hơi to mà thôi lỡ. Đấy, lấy lỡ cái nó bị quê. Đó bé đó rồi. Cái con này có. Bên đây. Cho bé lớn nhỏ. À, rồi. Nước da mấy bé nó khỏe mạnh. Nước da là. Ê. Là một cái kinh hay vậy? Không ai biết. Đây mí không biết thôi. Đây, đây là con. À. Nhà em có mấy người? Nhà em có mấy người. 7 người là ai với ai? Mẹ với lại mẹ. Em với lại em cái dưới kia hai cà phê. Em có mấy người con? Em hai đứa. Hai đứa con. À. Chồng nữa. Rồi, thay mặt Mạnh Thường Quân tặng mình một phần quà này ha. Tại em cảm con để đây nha. Đây. Con mấy đứa đi. À, hai đứa con này không? Hai nhỏ này không? Không có. Nhỏ cái này vừa không? Cái này xe nhít nữa. Không có hả? Rồi, để tặng gia đình mình thêm 100.000 ha. Cho các cháu chi tiêu gì cho các cháu. À, không vừa không? Rồi không vừa đi tiếp.